Các bạn, cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, video ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Mọi người ơi, đây là phòng của mình đã hoàn thành.